Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai về đề nghị triển khai thu phí không dừng thuộc dự án quốc lộ 51 đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo văn bản này, ba trạm BOT quốc lộ 51 đi qua hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu là T1, T2 và T3 sẽ không lắp đặt hệ thống thu phí không dừng do thời gian thu phí dự kiến chỉ còn dưới 3 năm. Dự án BOT quốc lộ 51 dài hơn 72 km, quy mô 6 làn xe, 2 làn hỗn hợp, tốc độ thiết kế hơn 80 km/h, có tổng mức đầu tư gần 3.800 tỷ đồng, đã khai thác từ tháng 4 năm 2013. Theo hợp đồng, thời gian thu phí dự kiến khoảng 20 năm 6 tháng và kết thúc vào ngày 12 tháng 1 năm 2030. Phương án tài chính ban đầu là dự kiến năm 2018 sẽ có cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chạy song hành quốc lộ 51, lưu lượng xe của dự án sẽ phân lưu sang cao tốc khoảng 60%. Tuy nhiên đến nay, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa triển khai, dẫn đến lưu lượng xe thực tế trên quốc lộ 51 cao hơn so với phương án tài chính. Thời gian thu phí của dự án do vậy cũng kết thúc sớm hơn so với hợp đồng đã ký. Bộ Giao thông Vận tải khẳng định, chi phí đầu tư hệ thống thiết bị thu phí không dừng với 30 làn sẽ mất khoảng 80-90 tỷ đồng, tuổi thọ tối thiểu 5 năm, trong khi thời gian thu phí của dự án quốc lộ 51 còn không nhiều, dự kiến dưới 3 năm. Việc đầu tư chi phí lớn, thời gian sử dụng ngắn, có thể gây lãng phí. Bộ đã báo cáo Chính phủ và quyết định chưa triển khai thu phí không dừng tại dự án này.